Bước vào tháng 9, nông dân huyện Tuyên Hóa lại tất bật, khẩn trương vào vụ thu hoạch sắn. Những ngày này, gia đình bà Trần Thị Lan ở thôn Đài Sơn, xã Đồng Hóa đang tập trung nhân lực để thu hoạch sắn. Năm nay, gia đình bà Lan trồng 2 hectare sắn, chủ yếu là giống sắn cao sản KM94. Sau 8 tháng chăm sóc, cây cho thu hoạch. Nhờ đầu tư công chăm sóc, chất đất phù hợp và thời tiết thuận lợi nên cây sắn phát triển tốt, năng suất cao. Với giá bán 1.500 đồng trên 1 kg, mỗi sào cho thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Năm nay được mua sắn, thì bọn em cũng trồng được mấy đó rồi, cũng sắn hay cũng đẹp, đi tận dụng được cái lá để nuôi tằm. Rồi dư đến mua rồi thì họ đến mua thì cái giá cũng được nữa, thì bọn em cũng nhờ anh em đến thu hoạch. Năm 2021, xã Sơn Hóa có trên 135 hectare diện tích đất trồng sắn, trong đó tập trung nhiều ở các thôn Tân Sơn, Xuân Phú, Tam Đa. Những năm trước, người dân chủ yếu trồng giống sắn bản địa, chất lượng không cao, năng suất thấp. Tuy nhiên, từ năm 2015, bà con đã chọn giống sắn cao sản K194, có chất lượng tốt hơn, dùng để lấy tinh bột đem vào sản xuất. Sắn tươi sau khi thu hoạch xong được thương lái đến thu mua tận nơi và chuyển về bán cho các nhà máy chế biến bột sắn. Theo phản ánh của người dân, năm nay thời tiết thuận lợi nên cây sắn phát triển tốt, cho năng suất, giá thành cao hơn so với các năm trước. Dự kiến năng suất sắn toàn xã ước đạt khoảng 4.000 tấn, giá trị ước đạt khoảng 6 tỷ đồng. Gia đình tôi là trồng được 1 hecta sắn, cao sản, mà năm nay là do thời tiết thuận lợi cho nên là được mua. Và cái giá cả thì là tăng cao, do đó là đem lại cái thu nhập cho gia đình cũng được nâng lên rõ rệt. Trong thời gian qua thì hội nông dân xã Sơn Hóa đã tích cực vận động bà con nhân dân chuyển đổi các loại cây trồng, đặc biệt là các loại sắn có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao đem vào sản xuất. Năm nay thì sắn đã được mua, tuy nhiên thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ của bà con. Hội nông dân Sơn Hóa đã tích cực kết nối với các cái cơ quan, doanh nghiệp để tạo cái đầu ra cho bà con, để tiêu thụ cho bà con yên tâm sản xuất. Huyện Tuyên Hóa có khoảng 400 hectare đất trồng sắn, tập trung nhiều ở các xã Sơn Hóa, Lê Hóa, xã Thạch Hóa và xã Đồng Hóa. Sắn là loài cây dễ trồng, không cần nhiều công chăm sóc, là sắn dùng làm thức ăn cho tằm nên được nhiều gia đình lựa chọn. Ngoài vai trò làm cây lương thực thì nhiều năm trở lại đây, nhiều địa phương đã phát triển cây sắn làm cây nguyên liệu thương phẩm. Hiện nay, người dân tập trung trồng hai giống sắn chủ yếu là sắn đỏ Hà Nội để làm cây lương thực và giống sắn cao sản KM94 làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Nhiều hộ dân được các nhà máy chế biến tinh bột ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và các thương lái cam kết bao tiêu sản phẩm. Thời điểm này, bà con đã bước vào mùa thu hoạch sắn. Năm nay, sắn vừa được mùa lại vừa được giá. Giống sắn đỏ Hà Nội được bà con bán với giá 10.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg. Còn sắn cao sản có giá 1.500 đồng đến 1.600 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ có thu nhập từ 60 triệu đến 70 triệu đồng trên một vụ sắn. Nhận thấy hiệu quả thực tế từ cây sắn mang lại, do đó nhiều gia đình đã chuyển đất sản xuất lâm nghiệp sang trồng sắn. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho huyện để hướng dẫn chỉ đạo các xã mở rộng diện tích trồng sắn, đặc biệt là diện tích trồng keo, rồi diện tích trồng cây cao su trước đây không hiệu quả nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Sắn được mua lại được giá trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp là tín hiệu vui cho bà con nông dân huyện Tuyên Hóa. Đây là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng giúp người dân thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư vùng nguyên liệu sản xuất trong những vụ mùa tiếp theo.